Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong không khí chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, những người làm chương trình xin gửi tới quý khán giả câu chuyện về vui buồn của các nữ bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Phần hỏi đáp mời các bạn theo dõi chia sẻ của bác sĩ về nguyên nhân, cách điều trị và cách phòng tránh lẹo mắt. Mở đầu chương trình như thường lệ là hướng dẫn cách xoa bóp bấm huyệt giúp lưu thông khí huyết, giảm ngạt mũi. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngạt mũi là một triệu chứng phổ biến của cảm lạnh, dị ứng và các tình trạng hô hấp khác, thường gặp trong mùa xuân khi thời tiết nồm ẩm. Thực hiện một số bài tập thở, xoa bóp hay tắm nước ấm có thể làm giảm tình trạng này. Và sau đây sẽ là hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt của bác sĩ Lê Thị Diệu Hồng, phụ trách khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên để tăng cường lưu thông khí huyết, giảm ngạt mũi. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay tôi xin được hướng dẫn quý vị và các bạn một số phương pháp điều trị các chứng ngạt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi. Đối với vùng mặt thì tôi sẽ hướng dẫn xác định một số huyệt ở vùng mặt có tác dụng chuyên chủ trị về các chứng sổ mũi, nghẹt mũi, đau nhức đầu và chảy nước mũi. Đối với các bệnh lý về viêm mũi dị ứng, cảm cúm do thời tiết lạnh gây ra, đầu tiên ta sẽ xác định huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường nằm ở chính giữa của hai cung lông mày. Thì thao tác day ấn nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ. Khi trong quá trình day thì ta có thể chấm vài giọt tinh dầu hoặc dầu gió lên vị trí huyệt ấn đường và ta day trong vòng khoảng 3 phút. Bệnh nhân sẽ cảm thấy giảm triệu chứng nghẹt mũi rõ rệt. Tiếp theo đó là huyệt toàn trúc. Huyệt toàn trúc thì nằm ở ngay đầu của chân của cung lông mày ở hai bên, thì thao tác ta cũng làm nhẹ nhàng day theo chiều kim đồng hồ, thời gian khoảng 2 đến 3 phút. Huyệt tiếp theo đó là huyệt nghinh hương. Huyệt nghinh hương thì ta xác định huyệt ở ngay phía chân cánh mũi, mũi đo xuống là khoảng 0,8 cm. Ngoài việc sử dụng các thủ thuật day ấn bấm huyệt ở vùng đầu mặt thì ta có thể sử dụng một số phương pháp điều trị tại nhà mà người bệnh có thể sử dụng một cách rất dễ dàng. Thứ nhất là bệnh nhân có thể dùng tỏi. Ta có thể lấy tỏi giã ra cho vào cốc nước nóng và ta hít lấy cái hơi của tinh dầu tỏi, hoặc có thể ăn tỏi sống ngày thứ 2 đến 3 nhánh tỏi trong bữa ăn. Hoặc ta có thể sử dụng các cái loại tinh dầu tự nhiên để xông hơi. Ngoài ra ta có thể dùng trà gừng pha với cả mật ong uống ấm để tăng hiệu quả của các cái triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi. Ta có thể sử dụng lá tía tô. Lá tía tô ta đun với nước nóng và lấy nước uống ấm. Tinh dầu này thì mình có thể sử dụng tinh dầu xả hoặc tinh dầu chảm. Nếu mà xông mũi thì mình dùng một cốc nước nóng đun sôi nóng và ta vẩy khoảng 4 đến 5 giọt tinh dầu vào trong cốc nước, và sau đấy ta sẽ dí mũi vào và ngửi, hít để hít cái hơi tinh dầu đấy khi bốc lên. Hoặc có phương pháp khác là ta có thể trùm khăn. Bệnh nhân có thể sử dụng một cái cốc nước, sau đấy ta trùm cái khăn kín lên, trùm khăn kín vùng đầu và ta úp mặt vào trong phía cái cốc nước nóng đấy, để làm sao mà cái khoảng cách giữa mặt tiếp xúc với cái hơi bốc lên nó không nóng quá gây cảm giác khó chịu cho người bệnh. Vì ta có thể xong trong khoảng 5 đến 7 phút và bỏ ra. Người cao tuổi thường là nhóm đối tượng hay bị đau nhức xương khớp gây khó chịu, làm hạn chế vận động và suy giảm chất lượng cuộc sống. Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Đức Đường sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc trị xương khớp có nguồn gốc từ thảo dược, được lựa chọn kỹ lưỡng cho hiệu quả điều trị cao. Về y học cổ truyền thì tùy từng mức độ thì các cái chứng bệnh đau nhức xương khớp thường là do các cái yếu tố phong, hàn, thấp gây nên. Chúng tôi xin giới thiệu một số những cái vị thuốc chúng ta có thể dễ tìm, dễ kiếm để chữa một số các cái chứng đau nhức các cái khớp thông thường và các cái thể nhẹ. Can khương, gừng khô,
hàng ngày chúng ta dùng cái vị gừng gọi là sinh khương. Hai là cái quả ké, ké đầu ngựa. Quả ké này thì cái tác dụng của nó là trừ phong thấp. Cái liều người ta dùng hàng ngày thường từ 10 đến 15 gram. Ba là vị quế chi. Đấy, rất hay được sử dụng trong cái điều trị các cái chứng đau nhức các khớp do phong gây nên. Vị ngũ gia bì, kinh giới cũng là một cái vị mà chúng ta cũng thường dùng trong các cái bữa ăn hàng ngày. Cái vị thứ 6 là bạch chỉ, một cái vị thuốc nam rất là thông thường. Vị thứ 7 là tang ký sinh hay gọi là tầm gửi cây dâu. Tiếp theo là vị hồng phong, cái vị thuốc đứng đầu trong cái điều trị các cái chứng do phong thấp gây nên. Một cái vị thuốc nữa chúng ta cũng rất hay sử dụng là tang chi hay là cành dâu, cái cây dâu tầm đấy chúng ta sử dụng trong cái điều trị các cái chứng đau nhức các cái khớp. Một cái vị thuốc khác cũng rất hay được dùng là vị ý dĩ thổ phục. Điều trị các cái chứng về phong thấp này thì thông thường y học cổ truyền thì cũng bổ sung một số các cái vị thuốc có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết. Ví dụ như là vị đương quy này, cái vị xuyên khung. Thầy thuốc căn cứ vào cái bệnh tình cụ thể của người bệnh sẽ tăng cường các cái vị thuốc. Thế đối với các cái vị thuốc này thì chúng ta thường dùng ở cái dạng thuốc sắc với liều lượng. Một số những cái vị chúng ta dùng liều thấp hơn, ví dụ như là can khương, ví dụ như là quế chi thì người ta dùng 5-7 gram. Các cái vị khác người ta có thể dùng liều từ 10 đến 15 gram. Chúng ta cho vào chúng ta sắc uống mỗi ngày một thang. Người bị lẹo mắt thường sưng đỏ, đau nhức, cảm giác như có sạm trong mắt, cản trở tầm nhìn, làm bất tiện trong sinh hoạt. Vậy nguyên nhân nào gây ra lẹo mắt? Cần làm gì để phòng tránh lẹo mắt? Để hiểu rõ hơn về chứng bệnh này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Hưng Yên. Thưa bác sĩ, lẹo mắt là do nguyên nhân gì gây ra? Lẹo mắt thì mình nói đến lẹo thì là thường là những cái viêm ở những cái tuyến bờ mi, viêm ở bờ tự do của mi, nó dẫn đến mi mọc nên những cái mụn mủ. Đấy, thì cái nguyên nhân của nó thường do chủ yếu là mình vệ sinh không tốt. Như để ví dụ với những phụ nữ thì mình hay dùng những cái đồ trang điểm, xong để những cái đồ trang điểm đấy mình không tẩy trang, mình để qua đêm, xong dẫn đến là những cái trang điểm đấy nó dính vào mắt, nó sẽ dẫn dần đến viêm bờ mi này và dẫn đến mụn mủ. Rồi những bạn dùng kính áp tròng rồi tay chân không được sạch sẽ, dụi lên trên mắt cũng là nguyên nhân để gây nên lẹo. Cái đi đường bụi bẩn, mình không vệ sinh đúng cách thì gây nên những cái viêm bờ mi như vậy. Việc điều trị lẹo mắt sẽ được thực hiện như thế nào, thưa bác sĩ? Điều trị lẹo mắt thì thường là lẹo thì nó là một cái tổ chức viêm ấy, thì là thường là mọi người hay sốt ruột, mọi người cứ nghĩ là cắt cái khối gọi là đi chích nó hay là đi cắt nó đi thì sẽ khỏi, nhưng thực tế ra nó là một khối viêm. Thì ở trong đấy cái tổ chức viêm đấy nó phải được trải qua giai đoạn sau 3 đến 4 ngày, 3 đến 5 ngày giai đoạn viêm thì mình điều trị cái giai đoạn ấy viêm khỏi xong mới đến cái giai đoạn nó tạo mủ. Thì đến giai đoạn tạo mủ thì mình mới chích lấy cái mủ ấy ra. Còn giai đoạn viêm thì tùy cái tổ chức viêm đấy nó là nhiều hay ít để mình sử dụng thuốc, thì có những thuốc chai nhỏ tại chỗ. Nếu mà viêm to quá, tổ chức mủ to thì mình có thể dùng thêm kháng sinh chống viêm, vệ sinh sạch sẽ mắt. Nếu mà lẹo mắt mà không chữa trị kịp thời ấy, nếu mà viêm mình để viêm to quá nó tự vỡ ra thì nó có thể gây nên sẹo ở vùng mi mắt, mà dân gian nó có cụ hay gọi là ve mắt ấy, là tại vì nó tạo được một cái nếp mới ở trên vùng mi. Ví dụ vùng mi của mình chỉ có một nếp thôi thì gọi là hai mí đấy. Đấy, nó tạo thành cái nếp mí này. Thế nhưng với những người mà bị lẹo thì nó lại tạo thành một cái sẹo ở trên đấy.
nên nó gọi là ve ve mắt. Còn nếu mà những cái tổ chức viêm đấy mà mình không vệ sinh tốt, mình để viêm kéo dài, mình để viêm to quá thì nó có thể lan vào bên trong, nó gây nên viêm kết mạc, rồi có những trường hợp to lắm thì là viêm có khi mà mình để nặng rồi là hoặc là làm những cái nó không vệ sinh có thể viêm, dẫn đến viêm tổ chức hốc mắt. Thưa bác sĩ, cần làm gì để phòng tránh lẹo mắt? Vâng, biện pháp phòng tránh thì chính là vì mình thấy rằng cái nguyên nhân đấy mình gây nên lẹo thì mình nên dùng các biện pháp phòng tránh, như là mình phải giữ gìn vệ sinh chân tay sạch sẽ, nếu mà có trang điểm thì phải trước khi đi ngủ thì là mình phải vệ sinh tẩy trang sạch sẽ, rồi dùng kính áp tròng chẳng hạn thì cũng phải vệ sinh kính áp tròng, rồi rửa tay chân sạch sẽ. Nói chung là cái phương pháp vệ sinh nó là vô cùng quan trọng trong tất cả mọi khâu. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Với gần 40 nữ nhân viên cán bộ y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, những ngày 8 tháng 3 có lẽ cũng chẳng khác gì so với ngày thường, có khi còn bận rộn hơn, nhưng với họ nhận được những món quà đặc biệt từ bệnh nhân của mình, một tin nhắn cảm ơn, một cái ôm thật chặt cũng đủ khiến các nữ y bác sĩ cảm động. Em đọc mã số đi. Mình tên là Phạm Thị Phường, mình làm phòng cấp phát thuốc methadone bắt đầu từ năm 2013. Bệnh nhân này ấy, thì thường là bệnh nhân cá biệt, tâm ra là khi mà làm việc tiếp xúc với bệnh nhân ấy thì cũng quá áp lực chứ. Nếu mà là đồng nghiệp nam ấy, bệnh nhân ấy cũng có nể nang một chút. Methadone là nữ thì muộn ấy, chỉ cần một phút thôi là bệnh nhân có thể là đập cửa hoặc là chửi bới. Bởi vì chúng tôi là bệnh viện nhiệt đới cho nên là chủ yếu là những bệnh truyền nhiễm, thì các bệnh nhân mà có nguy cơ cao lây truyền cho người khác thì sẽ vào viện của chúng tôi. Chọn nghề rồi thì phải chấp nhận vượt qua cái khó khăn đấy và cũng cố gắng là khắc phục, có những kỷ niệm thì không bao giờ quên được cả. Nhưng mùng 8 tháng 3 mà trong dịch thì nó không phải là ngày mùng 8 tháng 3 chị ạ, vâng, mà nó là những ngày bình thường khác, bởi vì là chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ một ngày, kể cả ngày cả đêm, chỉ cần có cuộc gọi là chúng tôi mặc áo quần áo bảo hộ và lên đường ấy, cho nên là cũng không nhớ nó là ngày mùng 8 tháng 3 nữa, vâng. Thế nhưng mà có khi đi buồng bệnh, đi làm việc thì bệnh nhân mới nhắc là hôm nay mùng 8 tháng 3 này, chúc các cô ngày càng xinh đẹp rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì chúng tôi mới nhớ ra là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, nên là cũng khấn khởi và rất là vui ạ. Công việc hàng ngày là tư vấn xét nghiệm HIV cho nhóm đối tượng đặc thù, những người có nguy cơ lây nhiễm cao, là người mắc bệnh viêm gan, nghiện ma túy, quan hệ tình dục không an toàn. Bác sĩ Ngô Thị Bảo Chi cũng gặp rất nhiều áp lực trong công việc. Nhiều ngày mùng 8 tháng 3 của chị cũng trôi qua trong bận rộn, nhưng đôi khi một tin nhắn chúc mừng từ bệnh nhân cũng đủ làm bác sĩ Chi ấm lòng. Đã từng có những chú bảo em là thôi, bảo bố mày xin cho mày sang làm dược cũng được, làm HIV là cái gì. Thực ra nếu mà chưa hiểu thì mới sợ, còn khi mà mình đã hiểu về bệnh rồi thì lại không sợ nữa chị. Phụ nữ thì dễ đi sâu đi sát vào tâm lý mọi người hơn trong cái vấn đề mà tư vấn. Mình là nữ cho nên là có những cái mình chưa nói vãi bày hết, ví dụ những cái tâm tư tình cảm với các bác sĩ nam, hoặc là nhưng mà mình có thể nói được tất cả những điều đó với bác sĩ nữ. Cái thứ hai nữa là ở bác sĩ nữ mình thấy là một cái sự chu đáo, một cái sự ân cần và một cái gì đó rất là tình cảm. Tôi chúc tất cả các y bác sĩ nữ luôn xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc, và có một cuộc sống bình yên và một cái chế độ ưu đãi, chế độ đãi ngộ ấy, thật là tốt để có các y bác sĩ và đặc biệt các chị em phụ nữ yên tâm công tác. Nhân ngày 8 tháng 3, tôi xin thay mặt cho lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên chúc các chị, các mẹ, các em luôn xinh đẹp, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi trong cái nhiệm vụ của mình. Cá nhân tôi thì mong làm sao mà cánh đàn ông của cơ quan cũng như là của gia đình thì quan tâm đến chị em phụ nữ hơn một chút, để cho chị em phụ nữ là cảm thấy là vui cũng như là cảm thấy là hạnh phúc khi mà có một cái ngày đặc biệt của thế giới phụ nữ mình. Mùng 8 tháng 3 này thì tôi mong là bệnh nhân là sẽ hiểu được công việc của chúng tôi nhiều hơn, bệnh nhân đi uống thuốc đầy đủ. Mong là gia đình cũng hiểu được công việc của tôi để cho tôi hoàn thành tốt công việc.
Chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.